xuất hiện trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu số mới nhất, bà Phan Huệ và nàng dâu Châu Mai gây ấn tượng với người xem với những kỷ niệm nhớ đời. Bà Huệ và gia đình thông gia ngay lần đầu tiên đã gặp sự cố dở khóc dở cười. Mùng một Tết, sau khi cúng bái xong xuôi, bà Huệ đi ngủ sớm nhưng bất ngờ bị con trai gọi dậy vì có gia đình bạn sang chơi. Lúc đó cũng là 9-10 giờ tối nên bà Huệ ngạ dậy, bảo con trai tự lo tiếp đón. Có người già, có con trai rồi có người sồn sồn, mẹ tiếp phụ con đi, cậu con trai năn nỉ khiến bà cũng đành lục đục ra ngoài, không ngờ là sắp gặp bà thông gia tương lai. Mình nghĩ lớn, thấy bên nhỏ. Cô này con dâu, là con gái lớn, mẹ còn nhỏ, mới 40 mấy tuổi. Người cậu, mợ cũng có chút xíu, người anh bà con thì ốm nhỏ, chừng 30 mấy tuổi. Mình thì mới dậy, bà Huệ nhớ lại. Đáng chú ý nhất là câu chào gây sửng sốt ngay sau đó. Xin chào các con. Các con năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, mời ngồi uống nước với cô, uống tự nhiên nhé, để thằng Sang nó chăm trà, bà Huệ vừa thể vừa không nhịn được cười. Được con trai nhắc khéo, bà mới sức tỉnh, vội nhìn lại đội hình nhà gái. Con trai đưa đại gia đình bạn gái sang chơi Tết, mẹ mắt nhắm mắt mở ra chào, các con năm mới vui vẻ, ngồi uống nước với cô.